100 củ của anh chị nhá. Đây. Đăng kiểm khá dài này. Test luôn cho cô chú anh chị luôn mẫu xe Toyota Land Cruiser Prado này quý anh chị nhá. Đêm hôm nay thôi quý anh chị nhá, chỉ đêm hôm nay thôi. Ngày mai không lấy hoàn tiền lại không cần phải suy nghĩ nhá quý anh chị nhá. Ngày mai không lấy hoàn tiền lại không mất một đồng quý anh chị nhá, yêu chưa? Số tự động chạy rất là mướt luôn. Vâng, chào anh chị và các bạn nhá. Phải nói là thật sự phải nói là duy nhất ngày hôm nay quý anh chị nhá, một em Toyota giá sóc cho cô chú anh chị. 100 củ khoai tối ngày hôm nay, duy nhất tối ngày hôm nay nha quý anh chị nha. Nên là ngày hôm nay em chung cập nhật mẫu xe trên cửa hàng, và đặc biệt thêm nữa là chẳng hạn như anh chị cần mẫu xe nào giảm giá trên cửa hàng ngày hôm nay, alo cho em chung. Đó, thì đầu video thì em chung chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Thì rất nhiều anh chị và em chung là quay chi tiết em Toyota Land Cruiser Prado. Thì ngày hôm nay thì cho em chung lướt sơ một vòng luôn cho cô chú anh chị một những cái mẫu xe trên cửa hàng 5 chỗ 7 chỗ thì cũng còn khá là nhiều. Đó, thì anh chị quan tâm mẫu xe nào thì alo nhá. Và đây thì chẳng hạn như là tiếp tục quý anh chị đằng bên đây thì em này là Mitsubishi Yoli đời 2003 quý anh chị nhá. Đó. Chỉ với 65 củ. Và tiếp tục đây nữa thì em Yoli quý anh chị đời 2004 form mới, mẫu mới đúng không chị nhá. Đèn liếc rồi quý anh chị nhá, đăng kiểm vừa khám, tất cả những hai xe này đăng kiểm vừa khám. Dài cho cô chú anh chị giá chỉ với em này bán cho cô chú chị với 85 củ khoai quý anh chị nha. Duy nhất ngày hôm nay quý anh chị 100 củ khoai trong tối ngày hôm nay quý anh chị. Một em Toyota Land Cruiser Prado cho cô chú anh chị, nhanh tay vận may quý anh chị sẽ tới nha. Và tiếp tục đây ngày hôm nay thì phải nói là hàng loạt mẫu xe được giảm giá cho cô chú anh chị. Đây, một mẫu xe Mitsubishi Yoli chẳng hạn như cặp này anh chị cần giảm giá bao nhiêu nói em chung tiếp tục và quý anh chị. Đây, và ngày hôm nay nữa quý anh chị, bán tải Toyota, bán tải UAT đến từ Pakistan, máy dầu 2 cầu quý anh chị nha, máy dầu 2 cầu đời 2016 rẻ nhất thị trường. Hôm vừa rồi giảm giá 50 củ, ngày hôm nay tiếp tục giảm giá cho cô chú anh chị. Quan tâm mẫu xe này alo cho em chung 250 triệu cho cô chú anh chị một mẫu xe bán tải UAT đời 2016, máy dầu 2 cầu, đăng kiểm vừa khám. Xe này thì zin cả xe rồi, lên mọi vấn đề thì anh chị không cần suy nghĩ. Và đặc biệt thêm nữa, đằng bên đây quý anh chị này đăng kiểm vừa khám, nói có sắt mắt có chứng như cô chú anh chị luôn, được cái màu xanh thiên anh cho quý anh chị, rất đáng yêu cho cô chú anh chị một mẫu xe. Đây, và quý anh chị tiếp tục quý anh chị, ngày hôm nay duy nhất quý anh chị, đêm hôm nay em Toyota Land Cruiser cho Prado cho cô chú anh chị. Và đây thì một mẫu xe em này là thì anh chị đang thấy Suzuki Ben đời 2010, 100 củ khoai cho cô chú anh chị. Đây, 100 củ khoai đấy, yêu chưa, phải nói là thật sự. Và tiếp tục đây, một mẫu xe tập chạy tập lái cho cô chú anh chị chỉ với 15 củ. Một em silo. Đây, tiếp tục quý anh chị, yêu chưa, siêu rẻ. Và đây quý anh chị, một em Honda Accord giá cho cô chú anh chị 4 số 1 chủ từ đầu chỉ với 30 củ khoai. Xe này thì anh chị cũng cần suy nghĩ rồi. Đó, siêu rẻ. Và tiếp tục, và hàng loạt mẫu xe được bày bán giảm giá cho cô chú anh chị trong đêm hôm nay duy nhất quý anh chị. Duy nhất đêm hôm nay, ngày hôm nay quý anh chị, đây là một mẫu xe Ford Everest 205 máy dầu gầm cao quý anh chị nha. Yêu chưa? Cực kỳ là yêu, hấp dẫn cho cô chú anh chị, 160 triệu. Anh chị nhanh tay vận may quý anh chị sẽ tới. Và đặc biệt thêm nữa, anh chị cho giá bán bao nhiêu hợp lý luôn. Đây quý anh chị, rẻ nhất thị trường chưa? Đây, một mẫu xe Ford Everest quý anh chị. Cửa nẻo thì đóng chắc nịch mùa xuân, nhưng ngày hôm nay quý anh chị nha, em chung sẽ quay cho cô chú anh chị một mẫu xe Toyota Land Cruiser Prado duy nhất đêm hôm nay quý anh chị nha. Đây, phải nói là thật sự anh chị đâu, Ford Everest quý anh chị, 205 máy dầu, đăng kiểm khám dài, và giá cho cô chú anh chị chỉ với 160 triệu, và còn bớt nữa quý anh chị nha. Đây, chẳng hạn như ngày hôm nay quý anh chị, một mẫu xe em này là rất là nhiều anh chị hỏi em chung mẫu xe Musso, hàng limited quý anh chị, hàng này limited quý anh chị nha. Đây, nội thất này rất yêu chưa. Tiếp tục quý anh chị này, nội thất này phải nói là bao phê bao chất cho cô chú anh chị, giảm giá tiếp cho cô chú anh chị. Ngày hôm nay vận may quý anh chị sẽ tới, tranh thủ nhanh tay vận may quý anh chị sẽ tới nha. Một mẫu xe quý anh chị yêu chưa, tappy 4 cánh đều trang nhau, hàng này limited quý anh chị, 4 cái vỏ mới keng len keng sren cho cô chú anh chị này. Đây, một mẫu xe Musso, hàng limited 2 cầu, máy xăng cho quý anh chị nha, 7 chỗ ngồi quý anh chị, bao chất bao nhiêu cho cô chú anh chị, 130 triệu. Và đây thì xe này anh khách dưới miền Tây đã cọc rồi, nhưng quan trọng quý anh chị, tối ngày hôm nay, ngày hôm nay duy nhất tối ngày hôm nay cho cô chú anh chị Toyota Land Cruiser Prado. Và đây tiếp tục quý anh chị, một mẫu xe em này là Hyundai Grover nhập khẩu quý anh chị nha,
đời 2003. Rất đẹp luôn, hai chỗ ngồi quý anh chị, hai chỗ ngồi, hai cầu, máy dầu số động, giá chỉ với 90 củ khoai. Anh chị tranh thủ nhanh tay vận may sẽ tới, và đặc biệt còn giảm nữa quý anh chị. Đây, yêu chưa? Thật sự là ngày hôm nay phải nói là những mẫu xe siêu hot cho cô chú anh chị quan tâm mẫu xe nào, alo Trâm Trung và tiếp tục đây quý anh chị. Em này rất là nhiều anh chị hỏi em Trung là mẫu Nissan Navara đời 2015 đang cho em nó vô để làm đẹp quý anh chị nha. Đây, phải nói yêu chưa? Có môi trôi chảy chỗ này em Trung làm tiếp tục là ok rồi, tất cả mọi chức năng đang rất là yêu cho cô chú anh chị quan tâm mẫu xe này, alo Trâm Trung và phải nói tiếp tục ngày hôm nay. Nhưng ngày hôm nay quý anh chị nha, siêu hot cho cô chú anh chị, mẫu xe Toyota Land Cruiser Bolero cho cô chú yêu chưa? Quá yêu luôn. Và tiếp tục đây nữa quý anh chị, một mẫu em này Toyota Vios đời 2005. Đây, được cái dòng này thì anh chị không cần phải suy nghĩ rồi, chất yêu rồi. Hết đăng kiểm, bao đăng kiểm mới quý anh chị. Một mẫu xe nồi đồng cối đá mà phá khó hư lắm quý anh chị, trên thị trường đang bán cho cô chú anh chị chỉ với 125 củ. Đây, nội thất yêu chưa? Nhưng phải nói ngày hôm nay anh chị đã phải nói là em Trung cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều, chống bãi luôn. Đây, và thật sự là nhưng cô chú hàng ngày hôm nay mới có được cái mẫu xe siêu hot cho cô chú anh chị, Toyota Land Cruiser Bolero. Đây là em này là Mitsubishi Barosport. Quý anh chị cần giảm giá nữa, alo Trâm Trung, 2016 rẻ nhất thị trường, giá bán cho cô chú chỉ với 400 thôi. Đấy, được cái form dáng rất yêu chưa? Đấy, nội thất tất cả cái phải nói là mâm vỏ. Đấy, đó, rất đẹp luôn. Đây, lấy số vô lăng thể thao, vô lăng rất đẹp, số tự động quý anh chị nha, yêu chưa? Thật sự là phải nói là không khi nào mà xe rẻ như ngày hôm nay quý anh chị. Em Mitsubishi Barosport bán cho cô chú anh chị 2016, 400 củ quý anh chị nha. Nên là anh chị không cần phải suy nghĩ rồi, được cái màu rất yêu thương luôn, phải nói là thật sự yêu thương cho cô chú anh chị. Và tiếp tục quý anh chị này, ngày hôm nay quý anh chị này, đây tại sao ngày hôm nay thì rất là nhiều anh chị hỏi em Trung là cái mẫu em này là Toyota Land Cruiser Bolero đây cho cô chú anh chị, được cái form dáng rất đẹp luôn. Đây, xung quanh một vòng em nó luôn đó, biển số 66 quý anh chị nha. Đấy, rất đẹp quý anh chị. Đây, vỏ lốp đây. Xe này thì em Trung cũng vừa mới đi về ngày hôm nay chiên cho khách hàng tất cả một cái 100 củ quý anh chị nha. Đây, đăng kiểm khá dài này, giảm giá 100 củ quý anh chị nha, chứ không phải là bán cho cô chú anh chị 100 củ. Đây, trang bị màn hình Android, cam hành trình này, vô lăng rất đẹp luôn, nội thất này, tất cả cái rất yêu chưa. Hai cầu, máy dầu, số tự động quý anh chị. Đây, ghế chỉnh điện này, phải nói là thật sự chân của em nó quý anh chị, quá yêu thương. Táp bi thì bốn cánh đều y chang nhau, keo chỉ này phải nói là máy nổ thì thầm mùa xuân. Chút xíu nữa em Trung sẽ test luôn cho cô chú anh chị luôn. Đây, nội thất rất yêu chưa, phải nói là thật sự là quá yêu cho cô chú anh chị, từ những tem mạc này, keo chỉ này, tìm không ra xe đâu cô chú anh chị, tìm không ra xe đâu. Đây, máy dầu 3.0 số tự động, hàng hiếm cho cô chú anh chị duy nhất đêm hôm nay quý anh chị nha, đêm hôm nay, chỉ đêm hôm nay thôi. Ngày mai là qua một đêm khác rồi cô chú anh chị à. Đây, một mẫu xe Toyota Land Cruiser Bolero nhập khẩu số tự động máy dầu 3.0, tìm ở đâu ra quý anh chị, giảm ngay cho cô chú anh chị 100 củ khoai. Đây, duy nhất đêm hôm nay, ngày mai không giảm giá quý anh chị nha, ngày mai không giảm giá, duy nhất đêm hôm nay thôi. Đây, từ những keo chỉ tất cả cái, thật sự anh chị quan tâm mẫu xe này, alo Trâm Trung, giá rất yêu thương luôn, thấy chưa? Ngày hôm nay quý anh chị tìm đâu ra ghế chỉnh điện hai bên, nội thất tất cả cái anh chị cũng cần suy nghĩ rồi, yêu chưa? Thật sự là phải nói là máy thì thầm mùa xuân luôn. Đấy, em Trung sẽ test chạy thử cho cô chú anh chị luôn. Đây, phải nói là thật sự anh chị nhìn form dáng yêu chưa, cực kỳ là yêu cho cô chú anh chị. Đây, test chạy thử cho cô chú anh chị luôn nha. Đây, và tiếp tục đây nữa thì đằng bên đây một mẫu xe em này là Ford Escape đời 2004, form mới, mẫu mới, máy 2.3, hai cầu quý anh chị nha, yêu chưa? Đấy, rất đẹp, chỉ với 155 triệu quý anh chị nha. Quan trọng ngày nay quý anh chị, test luôn cho cô chú anh chị luôn mẫu xe Toyota Land Cruiser Bolero này quý anh chị nha. Phải nói là thật sự là anh chị thấy yêu không, đỉnh của chóp luôn. Đấy, siêu hot cho cô chú anh chị, test luôn cho cô chú anh chị, số má phải nói là rất nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng. Đây quý anh chị này,
Lên xe nổ máy quý anh chị nha, lên xe nổ máy luôn cho cô chú anh chị đây. Duy nhất ngày hôm nay, đêm hôm nay quý anh chị. Thật sự là phải nói là không khi nào mà xe rẻ tới ngày hôm nay quý anh chị nha. Nếu anh chị quan tâm mẫu xe này ngày hôm nay quý anh chị, chỉ đêm hôm nay thôi. Đó. Chơi giống kiểu lô tô thôi quý anh chị. Đây. Đêm hôm nay, duy nhất đêm hôm nay quý anh chị nha. Duy nhất đêm hôm nay thôi cho cô chú anh chị. Đó, mẫu xe Toyota Land Cruiser Prado này ngày hôm nay quý anh chị. Thật sự là giảm ngay cho cô chú anh chị, chỉ đêm hôm nay 100 củ đấy. Chỉ đêm hôm nay thôi quý anh chị nha, chỉ đêm hôm nay thôi. Ngày mai không giảm giá, ngày mai không giảm giá, chỉ đêm hôm nay quý anh chị. Duy nhất đêm hôm nay. Ngày mai anh chị, tối ngày hôm nay anh chị chuyển cọc. Ngày mai không lấy hoàn tiền lại, không cần phải suy nghĩ nha quý anh chị nha. Ngày mai không lấy hoàn tiền lại, không mất một đồng quý anh chị nha, yêu chưa? Số tự động chạy rất là mướt luôn quý anh chị. Nhích ga cái lên luôn, nhích ga cái lên luôn quý anh chị nha. Phải nói là thật sự tìm đâu ra quý anh chị. Hàng hiếm khó tìm cho cô chú anh chị. Đẳng đỉnh cấp chất luôn. Đây, màn hình Android, cam hành trình đầy đủ cho cô chú anh chị rồi. Phải nói là thật sự là lốc cửa từ xa, điều khiển chìa khóa thông minh. Đây quý anh chị nha. Riêng dòng này thì hàng hiếm trên thị trường, lăn quanh đâu đó tầm cỡ khoảng, còn đúng em nó là chỉ còn được 5 chiếc xe trên thị trường, 5 chiếc xe trên thị trường quý anh chị. Duy nhất đêm hôm nay giảm 100 củ, ngày mai không giảm quý anh chị nha. Ngày mai không giảm, ngày mai không giảm quý anh chị. Đây, nội thất yêu chưa quý anh chị, đẹp chưa? Đây, phải nói thật sự siêu hấp dẫn cho cô chú anh chị. Đó. À, số này chạy rất mượt nha em này. Tất cả cái thì phải nói là cái dòng này được cái là máy dầu á, nó chạy nó không phải như cái máy xăng nó ì đâu nha anh chị. Đạp ga nhích lên hai anh chị đâu, nhích lên liền này. Đó. Nên là khi mà cái tua máy nó đi lên, mà khi anh chị cái ga mà phải nói là khi mà cảm nhận cái máy xăng với máy dầu, mà thật sự là phải nói là cái dòng này nó độc ở cái chỗ là cái máy dầu anh chị, chạy phải nói là nó rất là mượt đó. nhích cái lên anh chị muốn vượt, nhưng nó cũng khỏe người, nó phải là như là những cái số sàn, chẳng hạn như là những cái cấp độ mà những cái xe mà mới bây giờ thì phương diện nó khác. Đó. Nhưng mà em này phải nói là từ 2006 tới bây giờ quý anh chị. Đó. Nên là khi anh chị chạy lên, cái khi mà anh chị đạp ga lên đó, nó sang số mà nó êm, nó nhẹ nhàng, nó không phải là như những cái xe mà anh chị lên số mà nó cứ giật tặc tặc tặc. À, cái này khi anh chị nó đạp ga lên mà khi nó chuyển động số, nó nhảy số mà hầu như là anh chị nghe không biết luôn, rất là nhẹ nhàng luôn nhé, chứ không phải là như những mấy cái xe đời cũ khác đâu quý chị nhé. Thật sự phải cái dòng này nó bền, nó lằn, cái hộp số nó phải nói là đúng, phải nói là chất thật. Thì em Trung đang test thử một quãng đường quý anh chị. Đây là ngày hôm nay thì lên quay tất tật cho cô chú anh chị luôn. Một em Toyota Land Cruiser đấy, Prado quý anh chị, thử nghĩ coi có đáng sở hữu của em nó không quý anh chị. Phải nói thật sự trang bị màn hình Android này, nói chung là Trung cũng chạy thử đi vô trong cái hóc hẻm quý anh chị, để cho em nó đi được ngoài kia nó đông quá. Cái máy dầu này anh chị từng nghĩ hầu như là anh chị đứng đằng gọi là ngồi trong xe nó êm ru à. Đó, nó không phải là như những cái máy xăng đâu quý anh chị nha. Rất là tiện, thoải mái luôn ha. Số hai cầu này. Nên là được cái dòng này thì phải nói là so với một con xe đời mới tầm tiền như thế này thì thật sự là khó nhiều em để mà ăn đứt được một mẫu xe Toyota Land Cruiser Prado nhập Nhật này quý anh chị nha. Tay lái phải nói là rất nhẹ nhàng luôn. Đó. Anh chị nhìn vô lăng rất đẹp. Đó. Trang bị màn hình Android này, phải nói là thật sự khi anh chị chạy và trải nghiệm em nó thì mới gọi là mới thấy cấp độ của em nó. Phải nói là nhẹ nhàng. Khi anh chị lên ga nó chuyển động số quý anh chị, nó chuyển động số, nó không có cái giống kiểu là bình thường khi anh chị chạy ấy, nó có gọi là nó có tiếng động, chẳng hạn như là nó giật nhẹ thôi ha.
gọi là nó giật nhẹ cái là khi mà nó chuyển động số anh chị sẽ biết. Nhưng mà cái thật sự cái xe này mà anh chị đi khi lên ga lớn anh chị khi mà nó chuyển động số hầu như là không biết luôn hả. Thật sự là phải nói là nó như là một em êm, phải nói là cái dòng Toyota thứ nhất êm mà nó như máy xăng. Nhưng mà hôm trước thì em Trung cũng cảm nhận nó chạy thử mấy em máy xăng này, máy 2.7 không ăn thua, thật sự là không ăn thua luôn quý chị. Thế là anh này thì phải nói là máy dầu thôi, nhưng mà anh chị thử nghĩ coi, chạy cái số của em nó rất mượt. Tất cả mọi tính năng ở trên xe đang đều hoạt động quý chị nhé. Riêng cái dòng này thì nó lại xài cái em Toyota Land Cruiser Pro này thì em nó là nhập Nhật, nhưng mà đặc biệt thủ của em nó thì xài chung với lại em Lexus quý chị nhá. Riêng em này anh chị thấy không, máy dầu mà chạy nó em ru, và anh chị đứng ngoài cứ là ngồi trong xe không nghe gọi là tiếng rock gọi là tiếng của máy là như này kia đâu, mà anh chị thấy không, phải nói thật sự là quá em luôn đấy. Để mà sở hữu nếu mà anh chị mà quan tâm đến cái mẫu mà cái xe chẳng hạn như là khum quằm đó, cái hàng độc hàng hiếm trên thị trường này thì cái dòng này thì phải nói là em đó thì trên thị trường lăn quanh đâu đó tầm cỡ khoảng được 5 chiếc xe đó quý anh chị. Xe này thì được 5 chiếc thôi, không có nhiều đâu quý anh chị. Anh chị thử nghĩ ra bây giờ cái máy xăng đó, thì mình không nói, máy dầu hai cầu anh chị tìm đã hiếm rồi đó, huấn chi tới cái bây giờ cái máy dầu số tự động bản phun đó, ghế chỉnh điện, cửa sổ chơi đó, đầy đủ cho cô chú anh chị đâu. Thật sự là riêng cái dòng này được cái là quý chị máy 3.0, nhưng mà phải nói là quá tiết kiệm. Em này mà chạy lăn quăn đâu đó tầm cỡ khoảng 7 lít trên 100 km. Nếu anh chị nào em Trung dám khẳng định nếu chạy quá đó, quá 7 lít, em Trung tặng luôn cho cô chú anh chị cái xe Toyota Land Cruiser này, không cần phải lấy tiền luôn. Đấy, anh chị thấy không? Khi em Trung chạy và trải nghiệm em nó thì phải nói là thật sự là một quãng đường, anh chị đã thấy không? À, tăng tốc phát là coi như anh chị đâu, tăng tốc phát là anh chị đâu, lên nhích này, à, 1000 máy lại lên 60 rồi. À, phải nói là thật sự là quá ghê gớm, quá ghê gớm. Cái dòng này được cái nó mạnh quý anh chị nhé, cái cấp số thứ nhất nó mạnh, thứ hai nữa là để mà nữa là phải cả vấn đề anh chị. À, nên là anh chị quan tâm mẫu xe này đó, alo cho em Chung một mẫu xe Toyota Land Cruiser Prado đó, máy dầu hai cầu số tự động quý chị nhé. Em này là bản full này quý chị, hàng độc hàng hiếm khó tìm này.